Nếu không yêu, xin đừng bao giờ gieo hy vọng. Khi chúng ta yêu một ai đó, chúng ta luôn hy vọng có thể cùng người đó tạo dựng nên một tình yêu hạnh phúc. Tuy nhiên là giữa hy vọng và thực tế là một khoảng cách rất xa. Tình yêu muôn đời luôn có những lý lẽ riêng của nó. Vì thế cho nên, con tim chúng ta cứ rung động trước một người mà chẳng cần biết là đúng người hay sai người. Vì vậy, khi yêu, chúng ta sẽ không ngừng hy vọng và cố gắng để chiếm được trái tim, có được tình cảm của người đó. Tuy nhiên, có rất nhiều người lạ lùng, dù rằng rõ ràng là không có tình cảm đặc biệt dành cho chúng ta, vậy mà vẫn không ngừng đón nhận những gì mà chúng ta cố gắng trao đi, để rồi lại gieo vào lòng chúng ta những hy vọng không đáng có. Hy vọng đó có thể trở thành động lực để chính bản thân chúng ta không ngừng cố gắng, nhưng chính nó cũng có thể khiến chúng ta trở nên vô cùng đau đớn. Nếu hy vọng về một thứ mà bản thân chúng ta không thể nào có được, nhất là khi trong tình yêu, cứ tưởng tượng như tình cảm chân thành mà mình trao đi sẽ được đền đáp xứng đáng bằng tình cảm. Nhưng ai ngờ đâu, đó thật ra chỉ là ảo mộng mà chúng ta tự xây dựng nên bằng những hy vọng mà người kia có vô tình gieo rắc vào lòng chúng ta. Vì vậy cho nên, không yêu xin đừng bao giờ trao nhau những hy vọng, bởi sự hụt hẫng và thất vọng mà họ nhận về khi đã lún sâu hơn vào tình cảm dành cho bạn sẽ khiến họ có cảm thấy là rất đau đớn và tổn thương. Bạn không thể lấy đi thời gian, công sức của họ chỉ để giúp bạn xua đi nỗi cô đơn đang chế ngự. Bạn cũng không thể coi tình cảm chân thành của người khác dành cho bạn là thứ để khiến bạn cảm thấy tự hào về bản thân mình. Đừng xem thường tình cảm của người khác dành cho mình để rồi vô tư đùa giỡn với nó. Bởi bạn có biết hay không, mỗi người đều có những mối bận tâm riêng trong cuộc sống. Nhưng khi có tình cảm với một ai đó, họ luôn muốn để người đó trở thành mối bận tâm lớn nhất của cuộc đời mình. Vì thế cho nên họ không ngần ngại dành ra thời gian chỉ để khiến người kia cảm thấy vui và hạnh phúc. Nhưng người kia thì sao? Lại chỉ coi đó là những giây phút vui vẻ thoáng qua, chứ không hề muốn một lần nghiêm túc với tình cảm đó. Điều đó thực sự không hề công bằng một chút nào cả. Sẽ chẳng có một ai muốn trở thành con thiêu thân lao vào tình cảm không có hồi kết. Vì vậy, sẽ chẳng có ai cố gắng yêu một người mà người kia không từng gieo hy vọng vào lòng chúng ta. Khi thời gian cứ trôi đi, niềm tin, niềm hy vọng mỗi lúc tăng cao, thì đến khi nhận về nỗi thất vọng lại càng lớn. Thử hỏi xem là bạn có thấy mình thật là ngốc khi cứ ngỡ là đã nắm trong tay cơ hội bước vào thế giới của người ta, và trái tim lúc này thử xem có đau đớn hay không. Tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng và đáng trân trọng. Vì vậy cho nên, nếu không yêu, xin đừng làm người khác tổn thương chỉ vì ham muốn cá nhân và sự ích kỷ của bản thân mình. Hãy để thời gian, tâm sức mà họ dành ra cho một người xứng đáng hơn. Bởi vì ai cũng có quyền được yêu thương.